Người thứ ba. Mình đi làm, mình kiếm tiền. Chồng mình á, ở nhà kiếm người phụ nữ khác nói chuyện. Là cái người phụ nữ kia á, là gửi cái tấm hình là nhạy cảm của cái phần đàn, của người đàn ông á, cho chồng em. Cái em mới tức sôi máu lên hết. Cho nên em mới quyết định là ép nít của cái người kia. Nói chuyện á, là em biết là cái chị đó là cũng ở hàng xóm ở gần nhà. Cái hôm sau chồng em về á, ảnh mới tra hỏi em là hôm qua nói chuyện gì với bạn ổng vậy. Lời qua tiếng lại á, rồi cái ảnh mới cầm cái điện thoại đánh vô mặt em. Xong rồi ảnh mới đánh em mà giống như là đánh bốc vậy đó. Lúc đó là em vớ trúng cái đồ hút gác bằng inox á, là em cũng quất lại. Nhưng mà mình sức của mình đâu có lại đâu. Em mới ném cái tay của ảnh, em cắn, nói chuyện với vợ. Còn là mày tao với chó này chó nọ còn mà. Nhưng mà cái mày tao với chó này chó nọ là xưa nay có hay là hôm đấy mới có? Dạ xưa nay là có rồi. Nhưng mà em cố gắng em nhịn. Rồi xong rồi cái ảnh mới cầm cái tờ giấy kết hôn á, ảnh ra ảnh xé trước mặt em luôn. Xin chào các bạn đến với chương trình Người Thứ Ba. Trước mặt tôi là một cô gái rất là đẹp. Với một cô gái đẹp như thế này thì bất cứ cái bất hạnh gì tôi nghĩ rằng cũng sẽ dễ dàng vượt qua. Nào em có thể bắt đầu được không? Em 35 tuổi, hiện tại thì em ở quận Bình Thạnh à. Làm nghề gì ạ? Dạ, giáo viên mầm non ạ. Giáo viên mầm non. Nghĩa là một cô gái đẹp ở Sài Gòn, làm giáo viên mầm non ở quận Bình Thạnh. Câu chuyện của em là gì ạ? Dạ, vào khoảng hơn 2 năm trước, cái lúc mà dịch Covid-19 nó xảy ra phức tạp quá đó anh. Cho nên nhà nước là bắt đóng cửa tất cả các trường mầm non á. Cho nên em mới chuyển sang là làm bán hàng trong siêu thị á. Thì em được xếp vào ca đêm. Thì đi được khoảng gần nửa năm á, thì vợ thì đi làm ca đêm, chồng thì làm ca ngày nữa. Cho nên vợ chồng tình cảm nó cũng nhạt đi á. Em cái lấy chồng lâu chưa ạ? Dạ em lấy chồng thì khoảng 5 năm ạ. Tình cảm cũng vẫn bình thường. Nhưng mà khi mà dịch Covid xảy ra đó thì em chuyển sang làm ca đêm. Ca đêm thì ông ấy ca ngày thì hai người sẽ cho. Xin lỗi ông làm nghề gì ạ? Dạ anh làm xây dựng ạ. Ngày xưa hai người yêu nhau là tự nguyện không? Dạ là tự nguyện. Mà lúc đó thì ba mẹ em cũng ngăn cấm đó, tại thấy người Bắc á, sợ sau này gia trưởng rồi không tốt á. Ông ấy làm nghề gì? Ông ấy có tiền không? Dạ cũng bình thường thôi ạ. Cái hồi hai người yêu nhau là mình yêu ông ấy vì lời tình yêu hay là vì cảm thấy ông ấy là khá giả, hay là vì ông ấy đẹp trai? Tại vì quen nhau mới có 2 tháng thì đã đòi lắm hỏi rồi. Rồi xong rồi cái đám hỏi xong rồi cái 2 tháng sau là cưới rồi, coi như là dọn dẹn chỉ có 6 tháng. Em có tốt nghiệp trường gì không? Dạ em tốt nghiệp là cao đẳng sư phạm ở dưới Cà Mau à. Một cô gái xinh đẹp tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, có cái sức ép gì mà lại chỉ quen một người đàn ông có 2 tháng trời mà lại phải cưới? Dạ tại vì lúc đó ảnh cũng lớn tuổi rồi, ảnh cũng 39 rồi, ảnh kêu là phải cưới. Ủa? Liền. Thì lúc đó em cũng đòi là sang năm hoặc là 1-2 năm nữa, nhưng mà ảnh cũng như là hối thúc mình. Với lại lúc đó mình cũng ngu muội quá, mình không có biết. Lúc đó em cũng em nói một cái câu mà anh nói thật với em đó. Dạ. Một cái câu là... em nói rất bình thường, nhưng mà cái câu đó anh phải tóm ngay lấy và phải nhấn mạnh, bởi vì sẽ nhiều người xem chương trình này. Ngu muội quá. Ngoài cái từ ngu muội ra không biết dùng từ gì. Bởi vì sao? Thứ nhất là mình trẻ, thứ hai rất là đẹp, thứ ba là mình có nghề nghiệp, mà mình cưới chồng chỉ vì những lý do là anh ấy dục. Dạ. Thế mình là cái gì? Tại vì em giống như ở dưới quê á, rồi ba mẹ cũng khó khăn á, không có cho em đi ra ngoài tiếp xúc người ai trên á. Tối ngày chỉ ở trong nhà thôi, không có ra đường sau 8 giờ tối. Nói như vậy thì cũng hơi đau lòng. Cái là lấy chồng 5 năm rồi. Sau đó xảy ra Covid, rồi một người làm đêm, một người làm ngày. Dạ đúng rồi ạ. Rồi bữa đó thì em thấy mệt trong người cho nên em mới xin vô làm trễ 2 tiếng. Rồi cái chồng đi nhậu về đó, cái ảnh xỉn anh ngủ. Rồi cái sẵn cái điện thoại em mới lấy em bấm em coi. Thì em thấy trong cái tin nhắn Zalo là ảnh nói chuyện với một người phụ nữ khác á, là xưng anh em ngọt xớt. Mà những cái cuộc nói chuyện á, là em thấy là nhiều sau 8 giờ tối là cái giờ mà em đi làm rồi đó. Là em thấy ức trong người là tại sao mình đi làm mình kiếm tiền mà chồng mình á, thì ở nhà kiếm người phụ nữ khác nói chuyện. Mà trong cái tin nhắn đó là em thấy á, là cái người phụ nữ kia á, là gửi cái tấm hình là nhạy cảm của cái phần của người đàn ông á, cho chồng em. Là em nghĩ là hai người phải có cái quan hệ như thế nào á, mới người phụ nữ kia mới gửi cái hình cho ổng như vậy. Cái hình nhạy cảm ấy là của chồng em hay là của người đàn ông khác? Của người đàn ông khác gửi qua cho chồng em. Rồi cái em mới tức sôi máu lên hết.
em mới sợ là hỏi ổng, ổng thế nào ổng cũng chối không à. Cho nên em mới quyết định là ép nít của cái người kia. Nói chuyện là em biết là cái chị đó là cũng ở hàng xóm ở gần nhà. Rồi em mới nói chuyện, em hỏi là chị biết anh Hải là có vợ con đùm đề không mà sao chị còn nói chuyện với ảnh, anh em đừng còn sớt rồi rủ đi ăn nhậu tùm lum vậy. Rồi em thấy là chị còn gửi cái hình nhạy cảm đó qua cho chồng em nữa. Cái chị mới nói là chỉ là bạn bè bình thường thôi chứ không có quan hệ gì hết á. Rồi nói nếu mà em không thích thì chị không có nói chuyện nữa. Cái hôm sau chồng em về ảnh mới tra hỏi em là hôm qua nói chuyện gì với bạn ổng vậy. Rồi cái em mới nói là em không thích là anh nói chuyện với người phụ nữ khác hả, anh em đầu ngọt như vậy. Còn người kia còn gửi hả mấy cái hình nhạy cảm qua cho anh đó là sao, bạn bè bình thường gì kỳ cục vậy. Lời qua tiếng lại rồi cái ảnh mới hả đòi cầm cái điện thoại đánh vô mặt em nữa. Mà lúc đó là em né kịp, xong rồi ảnh mới đánh em mà giống như là đánh bóc vậy đó. Mà trước đấy qua ông ấy có cái bao giờ bộc lộ cái tính vũ phu không? Anh không có đánh, mà mỗi lần mà tức dữ lắm thì đưa tay lên nhưng mà không có đánh. Giống thế như là muốn muốn đánh răng đe mình vậy đó. Mà đấy là lần tôi đánh thật. Dạ đúng rồi đó. Thế à? Xong rồi á, lúc đó là em vớ trúng cái đồ hút gác bằng inox á, là em cũng quất lại. Nhưng mà mình sức của mình đâu có lại đâu. Em mới ném cái tay của ảnh, em cắn phúng máu luôn á. Tức tới nước á hả là có cây á, là em cũng chơi luôn á. Tại vì á, nói chuyện với vợ á, thì còn là mày tao với chó này chó nọ rồi mà. Nhưng mà cái mày tao với chó này chó nọ là xưa nay có hay là hôm đấy mới có? Dạ xưa nay là có rồi. Nhưng mà ôi em trời, cố gắng em nhịn. Tại vì con nó còn nhỏ quá. Mấy con à? Hai đứa. Lúc đó là đứa mới có 3 tuổi với 4 tuổi à. Nhưng mà em cố gắng cắn răng chịu đựng. Tại vì em nghĩ là ảnh xấu xa cỡ nào nữa thì cũng không có phản bội mình rồi này nọ. Nhưng mà từ khi mà em bắt gặp cái tin nhắn rồi em nghĩ là phản bội em rồi đó, thì em mới không nhịn nữa. Em chơi tới luôn, chửi thì em cãi lại. Tại em cãi lại cho nên mới đánh thêm đó. Với cái lại tánh người bắt gia trưởng bảo thủ nữa. Sau một thời gian là em kiểm tra máy tin nhắn, em thấy cũng không có còn nói chuyện với người kia. Nhưng mà khoảng 3 tháng là em lấy tin nhắn em coi là hai người không có còn nói chuyện Zalo nữa. Chắc là sợ em phát hiện cho nên nói với nhau qua SMS không à. Mà anh cũng chắc là bữa đó cũng quên xó đó. Cho nên em thấy là vẫn còn rủ đi ăn nhậu. Mà con kia rủ không à. Rủ với nhau đi ăn nhậu xong rồi cái tin nhắn là kêu chồng em đi mua hủ tiếu cho ăn. Rồi chồng em nhận lại là em có cần bỏ thêm thịt, thêm xương, thêm rau gì không, thêm ớt gì không. Là em cũng sôi máu lên. Tại vì mỗi lần mà mình tới tháng mình đau bụng, mình kêu đi mua cái ly rau má cho uống thôi mà còn không đi được nữa. Mà còn người phụ nữ khác mà kêu đi mua hủ tiếu cho ăn còn hỏi han lại nói là cần thêm rau, thêm thịt gì không nữa. Là lúc đó là em cũng nóng trong người, em cũng sôi máu lắm rồi. Chiều tối anh đi làm về ăn nhậu xong rồi kiếm chuyện với em nữa. Xong rồi sẵn cái chuyện đó đó là em nói lên luôn. Em nói xong ở nhà vợ kêu đi mua đồ thì mua ly rau má thôi mà còn không đi. Mà gặp cái con khác nó kêu đi mua hủ tiếu cho nó ăn thì đi mua liền. Mà còn hỏi nó có thêm gì không nữa. Xong rồi lời qua tiếng lại cái ảnh mới cũng cái ảnh mới cầm cái tờ giấy kết hôn á, ảnh ra anh xé trước mặt em luôn. Em nói xé đi, nó không có còn giá trị gì nữa đâu. Xong rồi cái ảnh đòi đuổi em đi. Thì cái bữa đó là 30 Tết, ảnh đi ăn nhậu về khiến chuyện xong rồi đánh lộn, xong rồi ảnh đuổi em đi. Thì em mới cuốn hết quần áo vô cái ba lì, em quàng lên cái xe máy, em bấm cái bản đồ chỉ ra bến xe miền Tây để em đi về quê. Mà ra tới bến xe miền Tây thì không có còn cái xe nào mà chạy ở trên á. Cái em phải quay về, mà trên đường quay về á, em mới nghĩ là 30 Tết là ai cũng vui vẻ, ai cũng hạnh phúc với gia đình á. Mà chỉ có một mình em á là phải đau khổ đến tột cùng. Bị đuổi đi giữa đêm 30 Tết. Tự nhiên em suy nghĩ lại, nó là cái người đàn ông này không có xứng đáng. Mình còn ba, còn mẹ, còn hai đứa con nhỏ. Cho nên em cố gắng em quay về. Rồi vô nhà cũng nằm ngủ vậy đó mà ngủ riêng ha. Ba cha con nó ngủ ở trên. Xong rồi sáng sớm xuống thì không có ai nói chuyện với ai hết á. Rồi mùng 1 Tết mà cũng ăn Tết trong sự buồn bã với bực tức không à. Em là một câm luôn, em không nói chuyện nữa. Rồi khoảng vài tháng sau thì em không có thấy hai người nói chuyện nữa. Nhưng mà cái bữa đó là chồng em ổng đi ăn nhậu ở bên quận 9 á. Xong rồi em mới điện thoại cho cái người bạn ở bên quận 9 nói là
chồng em là đang trên đường về đó, là 6 giờ đó. Thì em nghĩ là về đây là 30 phút, là 6 giờ rưỡi là tới. Mà sao em đợi tới 7 giờ luôn mà em không thấy. Mà em điện thoại cũng không nghe máy. Cái em mới đi sang nhà của cái chị đó. Thì em thấy là cái đôi giày với cái đội cái xe là ảnh đậu ở ngoài trước nhà cái con đó đó. Cái em mới đi vô nhà, em thấy là ảnh đang nằm ngủ trên cái salon nhà con đó. Con đó thì đang mặc đồ ngủ, rồi đang rửa chén. Cái em mới nói, ủa sao tự nhiên chồng em đi qua nhà chị mà đang say xỉn vậy, mà để cho người đàn ông khác nằm ngủ ở nhà chị là sao? Cái chồng em mới nói là đang nằm chơi game với thằng nhỏ. Tại vì thằng nhỏ là con của chị đó. Chị đó thì cũng đang có chồng rồi, nhưng mà chị đó đòi ly dị đơn phương. Chồng thì đang ở dưới quê. Rồi cái chị đó mới nói là tại vì bạn bè bình thường thôi, giờ ảnh nhậu về xỉn thì cho ảnh nằm chơi vậy thôi. Rồi lúc đó em làm lớn chị, em la làng la xóm lên cho mọi người biết. Rồi xong rồi cái chồng cũng đi về. Đi về xong rồi cũng cha hỏi chửi em sao mà đi qua nhà người ta la làng chửi bới như vậy. Rồi cái em mới biết giấy ly dị. Qua ngày sau là em ra tới tòa, em lên nộp đơn. Thì tòa nói là cần phải có chồng, chứ em thiếu cái căn cước công dân photo công chứng cho nên em phải đi về. Em về em nói ổng là ngày mai đi photo công chứng lên nộp đơn. Rồi ảnh nói là ngày mai ổng có công việc ở quận 7 cho nên ổng không có đi được. Rồi cũng kéo dài hoài đó, chứ cái đơn đi vậy thì em vẫn còn để đó. Còn cái tờ giấy kết hôn mà xé thì em cũng lấy băng keo em dán lại. Tại vì khi ly hôn là phải có giấy kết hôn mới được. Chứ em cũng không có còn xem nó là giá trị gì nữa hết đó. Thì bây giờ vẫn ăn nhậu về là vẫn kiếm chuyện với em đều đều luôn á. Mà từ khi cái con người phụ nữ đó nó cặp với người đàn ông khác đem về nhà ở luôn á, thì ảnh mới bớt lại với em á. Rồi xong rồi á, hổm em mở tin nhắn ra em coi á, là cái người đó nó vẫn còn nhắn tin chồng em là kêu sang nhà lắp cái bóng đèn với sửa cái ống nước, cái vòi nước gì hư á. Rồi cái chồng em mới nhắn lại á là thôi lỡ thằng kia nó về nó thấy anh nó lại ghen. Rồi lúc đó trong đầu em lé lên cái biết bao nhiêu những cái lý do là thằng kia bắt gặp chồng em với con này như thế nào mà lại ghen. Bây giờ cả hai vợ chồng cũng gặn nước nha, em vẫn chuẩn bị tờ đơn ly hôn để thế nào mà chửi lộn. Em đem đi em nộp. Nó là thế này này, cái câu chuyện của em ấy đầu tiên gây cho người ta, gây cho anh một cảm giác rất là ngạc nhiên. Nghĩa là em kể những cái chuyện mà hai vợ chồng gây lộn nhau á, mà đánh chửi nhau á, thì thật ra là với những người gia đình bình thường thì cần một chuyện như vậy đã tan rồi. Nhưng mà khi em kể cái chuyện đầu tiên thì anh rất là bàng hoàng. Nhưng sau đó em lại kể chuyện thứ hai, xem lại kể chuyện thứ ba, thì anh bắt đầu nghi ngờ bảo, ủa tại sao những cái chuyện mà nó nặng nề như thế, mà nó ghê gớm như vậy, mà cô này trải qua hết lần này đến lần khác, và khi cô kể lần nào thì cô có cảm giác như cái lần đấy sẽ là lần cuối cùng, nhưng mà sau đó cô lại có lần nữa, không có lần nữa. Thì từ cái chỗ mà thương cảm với em ấy, anh bắt đầu bị nghi ngờ hay lạ lùng là tại sao cái sự chịu đựng, như đúng như em kể, nó lại có thể dài đến như vậy, và nó có thể hết đợt này đến đợt khác, và cái sự hoãn binh ấy, cái sự hoãn binh để mà dẫn đến tan vỡ, nó lại xảy ra liên tiếp như vậy. Cái việc mà đúng như em nói ấy, là em sinh ra trong một cái, có lẽ là trong một cái vùng nông thôn rất là lành, rất là dễ thương, rất là hiền hòa, nhưng mà người ta không có chuẩn bị trước những cái điều xấu xa, mà nói thật ra là ở thành phố rất là nhiều. Khi mà em lên Sài Gòn là sẽ gặp rất là nhiều. Anh nói như thế không có nghĩa là thành phố là xấu, nhưng công bằng mà nói thì ở thành phố thì cái tình cảm với con người, với những cái khả năng gặp những cái điều xấu nó cao hơn ở nông thôn rất nhiều. Bởi vì nông thôn tuy rằng có nhiều cái tệ nạn, tuy rằng có nhiều cái nó gọi là nó đơn sơ, nhưng mà cái con người ta đa số sống rất là mộc mạc. Đấy. Thành ra rằng là em bị thiếu nhận thức. Em nói với anh là lúc mà quen mình chưa có được mình á hả, thì giống như là quỳ lại mình, thì bởi vậy lúc đó mình ngu muội quá, mình khờ quá, mình đi tin á. Mà mình giống như mình tội nghiệp vậy đó. Cũng phải nói luôn cái này này, em là cô gái đẹp, anh cứ nhắc đi nhắc lại là cô gái đẹp. Anh tiếc là em không có bật đèn lên thôi, chứ đây là cô gái đẹp nhất mà anh đã từng gặp trong chương trình Người Thứ Ba. Thì thật ra bất cứ một cô gái đẹp nào, dù ở vùng hẻo lánh nào á, khi lớn lên mà là sẽ có một chút tự kiêu. Bởi vì tuy là mình ở nhỏ, nhưng mà bạn trai xung quanh thì hàng xóm láng giềng nó nói là mình biết là mình khá chứ, đúng không? Chứ mình không thể nào mà không biết được. Ít nhất là mình cũng có một cái nó gọi là cái lòng kiêu hãnh. Thì việc gì mà cứ gặp một cái ông ở đâu đến xong lại cái là liêu siêu là sao? Cái này kiểu ảnh ấy, nó không có giá trị gì à? Thì lúc đó hả, sau này á, em lấy ảnh rồi em suy nghĩ lại á, em thấy mình sao mà
giống như là chắc mình thiếu nợ kiếp trước. Anh nói thật với em, anh điên nhất là gặp những cái con người bất hạnh xong nói là do kiếp trước này, do duyên số này, do cái gì, không có, do mình. Tuyệt đối không bao giờ có duyên số mà không có kiếp trước nào ở đây hết á. Tự trách mình thôi, chứ đừng cái câu kiếp trước hay là mắc nợ hay là mang nợ. Cái câu đó là phải nói thật ra, cái câu đó nó giết biết bao nhiêu người. Và nó làm cho thủ tiêu cái gọi là cái động cơ thay đổi. Và chỉ nghĩ rằng là thôi mình đã mắc như vậy rồi, đời mình là xong rồi. Cái câu đó rất là nguy hiểm. Cái câu ấy nó làm cho người ta có một cái cảm giác là mình sẽ không thoát ra khỏi cái này. Bởi vì mình sinh ra đã có nó rồi. Mà làm người ta thỏa hiệp, tuyệt đối cấm cái câu đó. Cái câu đó là cái câu mà đàn ông rất thích. Đàn ông rất thích bởi vì sao? Tất cả những cái câu nói gì nó khiến cho người đàn bà cảm thấy số phận của mình bất hạnh là hợp lý thì đàn ông rất sướng, bởi vì là họ không có tội gì cả. Tại cô sinh cái số như thế, cô phải ở với tôi. Cho nên là vứt ngay cái câu đó đi, trong bất cứ ở đâu đừng bao giờ mở miệng ra nói rằng là cái số của mình như thế. Đấy là cái trí tuệ của mình như thế chứ không phải cái số. Anh nói hơi gay gắt, xin em thông cảm cho cái chuyện đó. Nhưng bây giờ phải nói thật lòng đi. Nghe ngoài cái sự ngu muội hồi đó ông ấy có gì hấp dẫn không? Lúc ấy ông đã 39 rồi ấy thì. Dạ, 39 mà nhìn ảnh cũng còn trẻ lắm, tại nhỏ con, da trắng á. Nhưng mà ông có vẻ giàu có hay là cái gì? Không có giàu có, bình thường thôi. Có nghĩa là cái tình yêu của em nó xuất phát từ cái chỗ là thấy một người đàn ông, tự nhiên thấy một người đàn ông nó lo lắng chiều chuộng đưa đón. Dạ. Mà nói thật khi em lớn lên rồi em mới biết rằng đàn ông những cái hành động như thế cả nghìn người. Dạ. Và ai cũng làm thế, kể cả Lê Hoàng. Khi mình yêu một con người nào đó thì mình săn đón đưa, rồi mình nói năng tử tế, rồi mình hỏi thăm, rồi mình nhắn tin, rồi mình gọi, rồi nghĩa là mình làm như là nghĩa là thiếu cô ấy một phút là mình chết thì ai chả làm. Nghĩa là lúc ấy em, bây giờ em nghĩ lại em thấy nó tầm thường đúng không, nhưng bởi vì đấy là một cái hành động có thể nói là người vĩ đại hay kẻ tầm thường đều giống nhau thôi. Có nghĩa là khi gặp một cô gái mình thích thì mình làm hết lòng để mà lấy lòng cô đấy, thì tất cả những hành động đó giống nhau. Người tử tế cũng thế và kẻ lừa đảo cũng thế, chứ cũng không phải là mình nói là hay gì hơn đâu. Nhưng chỉ có điều là các cô ấy không đủ tỉnh táo để nhận ra rằng cái đó là cái đương nhiên. Tóm lại là cái gì, hôm nay là một cái số mà anh rất là, lại như bao nhiêu số khác, là một cô gái xinh đẹp này, ngốc nghếch này, ở quê này, gặp một chàng trai được gọi là săn đón nịnh bợ này, nên khi cưới sau thì mới té ra là không biết bao nhiêu là những cái xấu. Dạ đúng rồi. Nhưng mà phải nói thế này, khi mà xảy ra những cái chuyện mà ông ngoại tình này là em đã có hai con đúng không? Dạ đúng rồi. Thế còn những cái chuyện là ngày xưa em nói là nói với nhau là mày tao, đồ chó đẻ rồi suýt đánh là có từ lâu chứ? Dạ có, từ lúc mà đẻ xong đứa con thứ hai ra đó là anh bắt đầu đi ăn nhậu đó. Là anh bắt đầu là mày tao với chửi bới em rồi. Nhưng mà em vẫn nhịn nhục được, tại vì hai đứa con nó còn nhỏ quá em không có làm tới. Giống như em cầm luôn, không có nói chuyện gì đó. Cố gắng nhịn mà sống, tại em có suy nghĩ là tại kiếp trước mình nợ rồi đó, kiếp này trả đó như anh nói đó. Tại mình ngu, không có tại kiếp trước. Dạ. Anh xin lỗi, anh nói nó hơi nặng nề, nhưng mà tại sao nặng, bởi vì anh tức và anh tiếc cho em. Dạ. Anh nói thật, xinh đẹp như thế này, biết bao nhiêu người tử tế, bao nhiêu người ấy còn mong không được để cho một ông, nếu đúng như em nói, tệ như vậy, đánh chửi mắng, rồi thì là gọi mày tao gọi là đồ chó đẻ, mà giờ vẫn đã ly dị đâu. Thì em cũng đang viết đơn đi nộp mấy lần rồi đó mà chưa được á. Từ khi mà người phụ nữ kia có quen người khác rồi đó, rồi ảnh cũng đỡ rồi, ảnh không có còn đánh chửi bới em nữa, cũng không có còn đánh lộn nữa. À thế tóm lại bây giờ em nguôi rồi thì thôi, thế thì em cứ tiếp tục để em nguôi. Chứ anh biết nói sao rồi, chả lẽ bây giờ cứ gặp cô nào bất hạnh anh cũng cứ gào lên là ly dị đi, ly dị đi. Nhưng mà phải nói thật đấy, anh có thể khẳng định rằng nếu em có tiếp tục thì cũng không ra gì đâu. Thế còn tài sản như thế nào? Thì lúc mà cãi lộn đi vậy thì em cũng có nói là nếu mà ly dị á, anh muốn làm gì làm đó, xong rồi là phải chia tài sản, bán đất chia tài sản, xong rồi tôi xách nhỏ gái đi, còn anh thì hạng trai. Ảnh còn kêu em bây giờ đi, muốn ly dị thì đi nộp đơn, xong rồi ký tên rồi ra tòa ly dị đi, rồi chừng nào ông bán đất ông chia cho nữa. Rồi cái em mới hỏi người ta mới nói ly dị xong rồi là cái miếng đất đó đang đứng tên ổng là của ổng hết, thì mà không có xu nào đâu. Rồi em mới quản cái chuyện ly dị lại là như vậy nữa đó anh. Nói chuyện với em hôm nay thì có ba ý rất là rõ này. Thứ nhất là một cô gái xinh đẹp vẫn bất hạnh như thường, chứ không phải chỉ có những cô gái nhan sắc kém đâu. Hoặc là thứ hai là lại thêm một cô nữa là cái quan điểm về tình yêu quá là kém. Và cái thứ ba là cái kiến thức về xã hội, về hôn nhân cũng quá là kém luôn. Thành ra là bị những cái bất hạnh mà cái gì ngoài cái uất ức ra còn làm cái gì cũng sai. Dạ.
Mà bây giờ suy cho cùng em đến đây em gặp anh á, em kể tất cả những cái bất hạnh đấy, rồi em lại đứng ra khỏi cái chương trình này, em lại về căn nhà đó đúng không? Anh biết chắc mà, em chỉ đến em kể khổ thôi, chứ em có đưa ra một cái quyết định gì đâu. Bởi vì rằng là ly dị thì em cũng cảm thấy là thôi ông kia nhã ra rồi, bà ấy hình như có bạn trai rồi, ly dị thì hình như ông không đồng ý không được, chia tài sản thì hình như ông không chịu nên mình cũng khỏi chia. Tóm lại là em đến đây ấy, với một cái sự kể lể như em chẳng có một cái hướng nào mà giải quyết của tự riêng mình cả, đúng không? Em còn lúc trước là em còn muốn là bỏ đi hết tất cả, bỏ luôn, đi một mình luôn đó. Không có cần chia, không có cần con gì hết luôn đó. Em còn nghĩ tới nước đó luôn đó. Không, phụ nữ thì không bao giờ nên nói cái câu là không có cần con gì hết. Và cũng đừng nói cái câu là không cần chia gì hết. Bởi vì không phải là vấn đề sĩ diện. Tài sản nếu thực sự của hai người, nó có công của mình thì nó là của mình. Đừng có nói cái câu rằng là tôi đi tôi bỏ lại hết cho anh. Cái câu đó nghe nó chẳng, nó là dại dột chứ nó không phải là sang trọng thì gì cái đâu. Lúc mà em đánh lộn nó xong rồi em nói vậy đó. Cái lúc đánh lộn thì nói thế được, nhưng mà bình tĩnh lại thì đừng có làm như thế. Em hiểu không? Dạ, bởi vì giờ vẫn còn đó. Nhưng mà tóm lại là em đến đây một tâm trạng ngổn ngang, một cái quy trình gia đình hỗn loạn, nhưng mà em cuối cùng là em sẽ đứng dậy và lại về. Và anh nghĩ rằng là anh có thể đoán rằng đời em nó sẽ có hai cái điều nó sẽ xảy ra. Điều thứ nhất là cho em sẽ sống đến già trong một cái gia đình om sòm như vậy. Dạ. Cho đến một cái lúc nào đó khoảng 50-60 tuổi, khi mà cả hai người đều già, đều ngán ngẩm, đều kiệt sức. Nghĩa là ông thì cũng chẳng còn sức mà bò, em thì cũng chẳng còn cái tuổi trẻ gì để mà ly dị nữa. Thì hai người sẽ sống nốt với nhau những cái ngày gọi là không còn một chút tình cảm nào, nhưng mà trông nhìn vào mấy đứa con. Đấy là cái cách thứ nhất. Cái cách ấy khả năng cũng cao. Cách thứ hai là sẽ có một ngày nào đó có một cái gì tan vỡ khủng khiếp, thì ông lại bồ lần nữa hoặc là đánh nhau một lần nữa, lúc ấy ly dị thì cũng đã trễ rồi. Như rất nhiều cô gái khác ấy là có bất hạnh, uất ức, điên lên muốn thay đổi, nhưng rồi sau đó 1-2 ngày tự an ủi mình, tự lại còn thường gia đình chung quanh hàng xóm hay nói rằng là ôi dồi ôi chồng đứa nào chả thế, ôi dồi ôi vợ chồng thì lúc này lúc khác, ôi dồi ôi mày lại nhìn lại mày coi. Nói chung khi mà người ta ngồi lại, người ta bình tĩnh ấy, thì thường là chung quanh dư luận rồi mọi người bố mẹ hai bên để áp vào điều nói rằng hãy chịu đựng. Thì thôi bây giờ biết nói làm sao, nếu em chịu đựng được. Thật là vô lý khi mà cái chương trình mà cứ khẽ gặp bất hạnh thì lại xui người phụ nữ ly dị, em hiểu không? Đâm mà nó thành ra là nó kỳ quái. Giá mà chúng ta in ra cuốn sách chắc em nó dày như từ điển ấy, nó đề là những người phụ nữ bất hạnh vì cảm thấy mình ngu á, chắc cái cuốn ấy dày lắm. Yeah. Mà anh không biết dùng từ gì khác được. Bởi vì nếu dùng từ tội nghiệp ấy thì nó có vẻ có tình cảm hơn và nó hợp lý hơn và nó có văn hóa hơn. Nhưng mà nó lại không thật. Yeah. Phải dùng từ ngu mới đúng. Nó yeah. nặng nề, nó xấu, nhưng mà nó chính xác. Yeah. Nghĩa là rất nhiều phụ nữ bất hạnh là bởi vì ngu. Thì sau này em cũng kể cho chị bạn kia nghe, chị kia cũng nói là cái người đàn ông nó vậy đó, mới đầu thì nó quỳ lị, nó gian xin mình tới vậy đó, mà khi nó có rồi nó coi mình như cỏ gác vậy đó. Cũng không phải như thế. Anh cũng thay mặt cho đàn ông cũng nói rằng là không đến nỗi như vậy đâu. Nhưng tại vì em không gặp thôi. Nhưng mà gặp thế nào được, với một cái kiểu mà xin lỗi cư xử như thế, hơn 20 tuổi gặp một anh về tán tỉnh 2 tháng trời đòi cưới. Yeah. Thì lấy đâu ra mà gặp được người tốt ở trời. Người tốt cũng như là bất cứ cái gì tốt trên đời phải chọn lựa, phải tìm kiếm, chứ đâu nó rơi vào đầu mình như trúng số đâu. Mà yeah. muốn tìm kiếm, muốn chọn lựa thì phải có cái văn hóa. Em có muốn bật đèn, nhưng mà anh có thể nói rằng là rất tiếc, giá ngoài bật đèn thì mọi người sẽ thấy rằng là đây là một cô gái rất là đẹp. Khi mà tôi vào tôi nhìn thấy cô ở lúc mà trong phòng hóa trang kinh ngạc luôn. Thì mới thấy rằng là các bạn gái ạ, các bạn phải hiểu rằng là bất hạnh nó có thể đến với bất cứ ai. Bởi vì rằng là cái nhận thức của mình khi mình kém á, thậm chí cái nhan sắc còn làm hại hơn. Bởi vì nếu mà các bạn đẹp á, thì có nhiều người con trai theo đuổi hơn, mà bạn thì nhận thức kém ấy, thì cái tỷ lệ mà bạn mắc phải cái sai lầm có khi còn lớn hơn những cô gái bình thường. Dạ đúng rồi. Cảm ơn em đã tham gia chương trình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Và xin chào các bạn. Xin phép được gặp lại các bạn trong những chương trình Người Thứ Ba tiếp theo.